Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Biterol được sản xuất tại Atlantic Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Bitteron cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Bitterone Obexatan 150mg Tá dược Lactose monohydrate Microcrystalline cellulose cross camelose natri Hypromellose, Colloidal Anhydrous silica Magnesium stearate Titanium dioxide Macrogon 3350 Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc Thuốc điều trị tăng huyết áp nguyên phát Thuốc điều trị bệnh thận trên bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 có tăng huyết áp Chống chỉ định Bệnh nhân mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc Phụ nữ có thai và đang cho con bú Liều dùng, cách dùng Người lớn, Liều lượng thường dùng là 150mg trên lần trên ngày, uống trước, trong hoặc sau bữa ăn. Liều 150mg trên lần trên ngày cho phép kiểm soát huyết áp trong 24 giờ tốt hơn liều 75mg. Nếu liều 150mg trên lần trên ngày không đủ để kiểm soát huyết áp thì có thể tăng liều lên 300mg trên ngày. Hoặc bệnh nhân có thể dùng thêm một thuốc chống tăng huyết áp khác như Obexatan với một thuốc lợi tiểu như Hydrochlorothiazid. Đối với bệnh nhân phải lọc máu, bệnh nhân trên 75 tuổi, 75 mg trên lần trên ngày. Đối tượng đặc biệt. Bệnh nhân suy thận không điều chỉnh liều ở những người bệnh suy thận. Với bệnh nhân phải lọc máu, liều khởi đầu 75 mg trên ngày. Bệnh nhân suy gan không cần điều chỉnh liều ở các bệnh nhân có bệnh suy gan nhẹ và vừa. Chưa có kinh nghiệm lâm sàng với người bị suy gan nặng. Trẻ em chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả của obexartan trên trẻ em lưu ý đặc biệt và thận trọng khi dùng thuốc. Giảm thể tích máu ở những người bệnh bị giảm thể tích máu như mất muối, mất nước do dùng nhóm lợi tiểu mạnh, tiêu chảy hoặc nôn kéo dài. Cần thiết phải điều trị giảm thể tích máu trước khi cho dùng Obexatan. Hẹp động mạch thận, bệnh nhân bị hẹp động mạch thận khi dùng Obexatan có nguy cơ tụt huyết áp nặng và suy giảm chức năng thận. Ghép thận hoặc suy thận, thận trọng với những người bệnh này, cần thường xuyên kiểm tra nồng độ kali và creatinine huyết. Kali huyết cao, có thể gặp hiện tượng tăng kali huyết khi dùng ebesartan đặc biệt là ở người bệnh có chức năng tim, thận kém. Cần thường xuyên kiểm tra kali huyết của những bệnh nhân này. Tránh dùng đồng thời ebesartan với thuốc lợi tiểu giữ kali. Cường andosteron tiên phát, những bệnh nhân cường andosteron tiên phát thường không đáp ứng với các thuốc hạ huyết áp tác dụng thông qua ức chế hệ renin angiotensin nên ebesartan cũng không có tác dụng trên những người bệnh này. Thận trọng khi dùng Zatan trong các bệnh như hẹp van động mạch chủ, hẹp van hai lá, bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn. Thận trọng khi dùng cho người bệnh có trương lực thành mạch và chức năng thận phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động của hệ renin-angiotensin-aldosterone, nguy cơ hạ huyết áp mạnh, đột ngột dễ gây nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não. Người có vấn đề về dung nạp galactose, thiếu men lactase hoặc không hấp thu glucogalactose galactose không nên dùng thuốc vì thuốc có chứa lactose. Tác dụng phụ của thuốc Thường gặp ADR lớn hơn 1 trên 100 Chóng mặt, nhức đầu, hạ huyết áp thế đứng liên quan đến liều dùng Tụt huyết áp có thể xảy ra, đặc biệt ở người bệnh bị giảm thể tích máu Suy thận và giảm huyết áp nặng khi có hẹp động mạch thận hai bên Hiếm gặp ADR nhỏ hơn 1 trên 1 Ho Dối loạn hô hấp Đau lưng Rối loạn tiêu hóa. Mệt mỏi. Giảm bạch cầu trung tính. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thời kỳ mang thai, chống chỉ định dùng thuốc cho phụ nữ đang mang thai. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ chống chỉ định do thận trọng. Trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ có thể ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thống renin angiotensin, gây suy thận ở bào thai hoặc trẻ sơ sinh, biến dạng sọ mặt, thậm chí làm chết thai. Khi phát hiện có thai ngừng thuốc càng sớm càng tốt. Nếu đã sử dụng trong một thời gian dài, cần kiểm tra chụp sọ và chức năng bằng siêu âm cho thai nhi. Thời kỳ cho con bú, không sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Tác động của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Vì thuốc gây chóng mặt nên cần chú ý thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc. Trong thời gian điều trị tăng huyết áp thỉnh thoảng có thể xảy ra mệt lạ. Tương tác thuốc với các thuốc chống tăng huyết áp khác có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp của Obexatan. Dù vậy, Obexatan vẫn có thể kết hợp được với các thuốc chống tăng huyết áp khác như các thuốc chẹn beta, chẹn canxi hoặc các thuốc lợi tiểu nhóm thiazid. Một điều trị trước bằng thuốc lợi tiểu ở liều cao có thể tạo ra hiện tượng giảm thể tích máu và nguy cơ tụt huyết áp khi dùng Obexatan bổ sung kali hoặc các thuốc lợi tiểu giữ kali, dùng đồng thời obexatan với các thuốc lợi tiểu giữ kali hoặc bổ sung kali có thể làm tăng nồng độ kali huyết. Ly tăng nồng độ ly huyết thanh và độc tính có thể hồi phục được đã được báo cáo khi phối hợp thuốc ức chế men chuyển. Bởi vì tương tác thuốc chưa được xác định với obexatan và chưa thể loại trừ được nên vẫn phải theo dõi chặt chẽ nồng độ ly huyết thanh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Biteron, đồng thời biết cách sử dụng Biteron sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham